Rất vui được gặp lại các bác tại kênh YouTube của Yến Thanh Bãi 197 Lê Duẩn, Hà Nội. Hôm nay thì em xin phép dành một ít phút để quay test cũng như là hướng dẫn nhanh cách sử dụng của cái bộ dàn Pioneer N902 này cho một bác khách ở Hà Nội. Bác ấy đã tham khảo trước cũng như là đã chuyển khoản cho bộ Pioneer này rồi. Và trước khi đóng cái bộ này vào trong thùng xốp cũng như là đưa cho cái nhân viên gửi đến tận nhà cho bác, thì em xin phép là quay hướng dẫn các cái chức năng cơ bản cho bác ấy, và đồng thời là tập trung nhiều nhất vào cái phần giải mã DAC, bởi vì bác ấy cần nghe chủ yếu là nghe TV, mình nghe chương trình YouTube. Thì thực sự là bộ Pioneer N902 của bác rất là đẹp luôn bác ạ. Em ít thấy cái bộ nào mà về nó long lanh như này. Và cũng bật mí với anh em luôn là trong lô hàng sắp tới thì em đang về thêm hai bộ Pioneer nữa. Đó là hai bộ Pioneer N901 trong phân khúc giá khoảng trên dưới 10 triệu. Anh em nào mà là fan của nhạc vàng, bolero, trữ tình thì chắc chắn là không thể bỏ qua cái dòng Pioneer dàn chung này, bởi vì âm bass của nó rất là ngọt ngào và rất là mềm mại, sâu lắng luôn. Và bộ Pioneer N902 này thì về được có 4 thớt các bác nhá. 4 thớt chính của nó luôn. Đầu tiên là có cái thớt MD làm giải mã DAC. Mình có thể cắm được các thiết bị TV đời mới qua cổng cáp quang để mình nghe nhạc mạng này, mình nghe các chương trình nhạc trực tuyến từ YouTube và các phần mềm nghe nhạc. Và khi mình phát qua cáp quang thì cái tín hiệu của nó rất là chuẩn và rất là sạch tiếng, sẽ cải thiện được chất lượng nhạc mạng rất là nhiều so với mình cắm cổng tai nghe thông thường. Tiếp đến là có một cái đầu đĩa CD của nó. Con này thì mắt mũi rất là ngon, đĩa gì nó cũng nhận, kể cả đĩa rẻ hay là đĩa đắt tiền, đĩa xịn nó đều đọc cực kỳ là tốt luôn. Với cả là một điểm em rất thích ở trên những mẫu Pioneer như là N701 này, 702, 901, 902 là nó tích hợp được FM AM108 ở trong cái thớt CD này luôn. Khi mà các bác muốn nghe đài thì mình bật về đây này, FM AM này, và mình dò đài bên này. Ở dưới này là một thớt cassette. Con này thì cục cassette đang chạy rất là ngon các bác nhá. Thì tí em sẽ bật thử cho một phần âm ly của nó này. Bác nào mà thích nghe hoài cổ thì nghe cassette cũng được, nghe tiếng rất là mộc ấy. Âm ly của nó sẽ có chỉnh được bass chép này, chỉnh các cổng vào nó, tất cả các cái phím cơ bản nó đều là ở trên mặt thớt hết rồi, cho nên nó cũng tương đối dễ sử dụng. Và điều mà anh em cũng rất là thích trên những cái mẫu Pioneer dàn chung đó là N901, N902, nó là loa 3 đường tiếng. Và cái âm bass, cái loa bass của nó cũng là một trong những cái loa bass to nhất của dàn chung luôn, vì cái kích thước của nó, cái đường kính lên đến gần lên đến 15 cm cơ. Lại còn có một loa chép riêng này, một loa chép gom riêng, một loa chung riêng, cho nên cái âm sắc của nó cũng tương đối là tách bạch. Và tí nữa thì anh em sẽ được nghe thử test ngay thôi. Còn bây giờ thì em muốn tập trung vào cái phần giải mã DAC này. Em muốn hướng dẫn cho không chỉ bác ấy mà bác nào mà cũng đang sử dụng những cái mẫu dàn chung như là Pioneer N901 chẳng hạn, hoặc là 902 giống như này, thì mình có thể thao tác theo tương tự. À, và nhắc đến cái đĩa MD thì tí nữa em cũng sẽ quay thêm một số chương trình đĩa CD gốc mới về các bác nhá. Đĩa này mấy đĩa phát hành trong nước khá là hay đấy ạ. Thì đầu tiên thì bác phải có một cái đĩa mồi làm giải mã. Hầu hết tất cả các mẫu dàn chung của Nhật thì đều cần có đĩa mồi như này. Bác cứ để một cái đĩa bên trong thôi, mình không cần làm gì cả. Tí nữa em sẽ tặng bác một cái đĩa MD như này bác nhá. Đó, bác nhìn thấy chưa, bác cho đúng cái chiều đây, cái chiều mũi tên của nó trên cùng rồi này, mình thả đúng chiều. Và bác phải bỏ cái vỏ ra nhá, đây là cái vỏ đĩa thôi chứ không phải là cả cái đĩa đâu. Bác phải bỏ nó ra giúp em, chỉ cho cái đĩa bé bé này vào thôi này. Đấy, thì đầu tiên bác cứ cho cái đĩa vào cho nó nhận đĩa đã. Đấy, khi nó nhận đĩa rồi thì nó sẽ hiện tổng số bài hát ở trong cái đĩa này. Bác có thể nghe cái đĩa MD này cũng được, nhưng mà mình sẽ chủ yếu là mình dùng nó làm đĩa mồi để giải mã nhiều hơn. Và còn chương trình trong này thì bác có thể thu ghi xóa lại được này. Và thậm chí là mình thích chương trình gì mình đang nghe từ TV phát xuống thì mình có thể ghi lại vào đĩa này. Nó ghi y như là cái đĩa, như là cái chương trình gốc luôn. Khá là tiện, nhưng mà cái tính năng này bác mày mò thêm nhá. Em cũng không khuyến khích bác là nghịch cái tính năng này đâu, vì nhiều khi nhiều bác là mình ghi đĩa xong nó đầy đĩa mà các bác không biết xóa ấy, thành ra nó hơi phức tạp. Và em sẽ tặng thêm các bác một cái dây cáp quang này. Một đầu sẽ cắm sẵn đằng sau cái đầu MD của mình, và đầu còn lại bác cắm đằng sau TV. Đằng sau TV nó có một tín hiệu cáp quang màu đỏ đỏ đi ra, thì bác cắm vào đấy này. Và bác chuyển ở trên khiển của TV vào phần cài đặt âm thanh, mình chuyển về tiếng ra là cáp quang học, cũng như là chuyển về định dạng PCM là được. Chỉ cần thao tác hai cái bước đấy nữa thôi, và các bác có thể hoàn toàn nghe tiếng của của TV xuống bộ dàn này ngay lập tức. Và sau khi cái bộ đĩa đầu MD là nhận đĩa MD rồi, thì bác ấn stop đĩa lại giúp em này, và bác ấn nút rec để giải mã. Ở đây nó đang báo là D in unlock, tức là nó chưa có tín hiệu cáp quang vào, nhưng mà khi bác cắm TV vào nó sẽ có tín hiệu nhấp nháy ở đây. Vậy là mình đã thao tác thành công xong rồi. Và trong quá trình mình ấn giải mã rec này thì bác có thể vào phần menu của nó để mình chỉnh được các cái kiểu ghi của nó này, chỉnh được các cổng vào này. Ngoài cổng cáp quang 1 thì nó có cáp quang 2, có cổng analog 1 này, analog 2, thì em sẽ cắm sẵn cái TV
cổng của mình ở cắp băng 1 các bác nhá. Xong các bạn ấn ok ở đây được. Đấy, khi nào mà tivi nó có tín hiệu nó sẽ nhấp nháy ở đây. Còn nếu mà chưa có tín hiệu mà nó báo unlock này thì tức là các bác phải thao tác lại, cũng như là phải cài đặt ở trên tivi nữa, cài đặt như em vừa bảo ấy. Thế thôi, nó cũng khá là đơn giản. Còn ngoài ra trong này nó cũng có chương trình MD sẵn đấy, em bật thử xem nào. Và khi mình muốn dùng đầu MD thì mình phải chuyển chức năng input về cổng MD này. Đó, các thấy chưa, nó có các cái chức năng rất là rõ ở đây. Mình dùng cổng nào bật về cổng đấy. Muốn nghe tivi qua đầu rẻ mã thì mình phải chuyển cổng về MD. Đó, ở trong này cũng có một cái chương trình đĩa em ghi sẵn này, đó là đĩa giao link, thì em tặng bác đĩa này luôn. Đấy, cái hướng dẫn này thì tí nữa có cái anh kỹ thuật anh vừa chở hàng cho bác thì anh cũng sẽ hướng dẫn cho bác một lần luôn, nhưng mà cháu vẫn phải quay lại cái clip này để nếu mà về sau mà bác có xem lại hoặc là mình quên mất thì mình có thể lên YouTube mình tìm lại bác nhá. Cái đĩa giao link này rất là hay đấy, cháu nghĩ là bác thích. Đấy, còn bác mà dùng CD thì bác chuyển về CD này. Đấy, bác nghe đài FM thì bác ấn thêm về FM này. Mình nghe đây, chuyển đến phần tuner là mình có thể dò được các cái đài của mình. Cổng tappe là cái cổng cassette này, bác có thể thử nghe cassette này. Cassette nghe tiếng nó khá là hoài cổ đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà bác mà sưu tầm được một số cái băng mà chức năng 75 nghe cũng rất là hay đấy. Và ngoài ra cháu tặng bác thêm một cái cổng điện thoại là cổng line cho cắm sẵn ở đây. Nó là cái dây điện thoại như này, dây màu trắng trắng. Đó, dây 3.5 thì bác cắm cho máy tính này, điện thoại, iPhone các thứ thì tùy. Đấy là những cái tính năng cơ bản nhất của cái bộ này rồi. Còn bây giờ thì em sẽ cùng với các bác cũng sẽ quay test cái bộ N902 này cho cả nhà thưởng thức. Hôm nay thì em đang chọn một cái đĩa cực kỳ là hot thời gian gần đây, đó là tiếng hát Hải Quỳnh. Trời ơi, mấy hôm nay thì khách nào qua cửa hàng cũng hỏi cái đĩa này mà thôi, mà có những hôm mà không đủ đĩa mà bán luôn anh em ạ. Về đến đâu hết đến đấy. Thì đây là album tiếp theo trong bộ sưu tập những cái đĩa của trung tâm Audio Space, nối tiếp thành công của Tuấn Anh này, Tuấn Hiệp này, rồi thì Phương Anh, Xuân Hảo. Thì Hải Quỳnh sẽ chắc chắn sẽ đem đến nhiều bất ngờ cho anh em yêu nhạc với những ca khúc bolero được trung tâm thu rất là chỉn chu. Và thực sự là những cái đĩa của Audio Space không chỉ có giá trị để mình thưởng thức đâu, mà kể cả các bác dùng để test loa tại cửa hàng rất là hay. Các cái âm bát chép trong này thu cực kỳ là chuẩn luôn ấy, kể cả bác quay lên này, quay clip lên hoặc là mình test tại cửa hàng mình nghe cực kỳ là sướng tai luôn. Đấy, cho nên là cái loạt album của Audio Space đang rất là hot là chính là vì những cái lý do vậy. Thậm chí là cái bìa đĩa các thứ của họ làm cũng rất là đẹp nữa, làm cũng rất là chỉn chu, rất là nghiêm túc. Và em xin trước khi quay test thì em sẽ nhắc lại, bác nào có nhu cầu đặt hàng những cái mẫu dàn chung và dàn mini cao cấp thì có thể liên hệ số điện thoại của bà chủ Yến nhé, 0934 683 013. Còn bác nào mà muốn mua những chương trình đĩa CD hoặc là muốn tư vấn cách sử dụng dàn, muốn mua các cái khiển học, khiển xịn thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của em là 0912 906 897. Em là nhân viên ở bên Yến Thanh Bãi. Và ở phần sau clip thì em sẽ quay đằng sau của cái bộ Pioneer N902 này để mình xem qua các cổng đấu nối của nó, cũng như là mình có thể về mình tự đấu lại bộ dàn này. Và em sẽ quay cả một số chương trình đĩa CD gốc đang phát hành trong nước nữa nhá, rất là hay, các bác đừng bỏ qua nhá. Ok, đâu em sẽ chọn ca khúc gì bây giờ nhỉ? Cho anh em xem thử này. Trong này nhiều bài rất là hay, mà có một số bài song ca với của Tuấn Anh ấy. Chắc là em sẽ chọn Hoa Nở Về Đêm nhá, bài số 5. Đấy, bây giờ thì mời anh em cùng đeo tai nghe để mình thưởng thức rõ cái âm bát chép của bộ dàn này như nào, và cũng như là cái loa ba đường tiếng nó sẽ tách bạch như nào so với những cái bộ dàn thông thường. Từ khi khoác bờ vai.
Chưa có hôm nào mà em quay test kỹ cái bộ N92 này. Hôm nay mới nhận ra là con này nó có một cái âm lực rất là khỏe. Âm lực chứ không phải âm lượng các bác nhá. Bởi vì em chỉ có nhích cái volume đến chưa đến 1/4, mà cả căn phòng chỉ khoảng hơn 20m của em ở cửa hàng này nghe rất là rõ bộ này rồi. Không phải bộ dàn nào mà mình bật âm lượng bé mà cái âm bass nó lại nảy tốt như vậy đâu.
và thực sự em phải gọi là nó bộ loa này nó có nội lực rất là khỏe, và đặc biệt là cái âm bát anh em vừa nghe đấy rất là mềm mại, rất là ngọt ngào, và đặc biệt là cái phần lời, phần chép của này thực sự là hoàn hảo luôn. Để mà mình nghe nhạc vàng Vero thì mình rất cần những cái bộ dàn là một cái phần trung âm nó dày dặn và phần chép nó sáng như này. Thậm chí là bát của nó em còn không chỉnh bát lên ấy, em để mức bát ở giữa và em chỉnh phần chép lên một chút, lên là 3/4. Và bộ này đã nghe cực kỳ là vừa tai em rồi, và chắc chắn là cũng sẽ chiều lòng được tất cả những anh em nào mà mình nghe nhạc vàng Bolero trữ tình đấy ạ. Và em xin lại thông báo lại là đợt tới chỉ khoảng 2-3 ngày nữa là em đang về thêm 2 bộ Pioneer N901 nữa trong phân khúc giá khoảng trên dưới 10 triệu, thì anh em đừng bỏ qua nhá. Bây giờ xong cái phần test dàn rồi thì mình nói sang phần đĩa đi. Và tí nữa em sẽ quay đằng sau bộ dàn này để mình xem các cái thông số của nó nhá. Con này thì em xin nhắc qua là con này công suất khoảng 100W một loa, cho nên mình có thể để cho phòng khách khoảng 30m thoải mái. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng những cái bộ dàn chung hay mini cao cấp như này thì có thể liên hệ số điện thoại của bà chủ Yến 0934 683 073, và địa chỉ cho bác qua xem hàng là 197 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, Hà Nội. Đĩa thì em phải quay rất là nhanh thôi bởi vì máy em sắp hết pin rồi. Trời ơi, Hải Quỳnh này, các bác nên cân nhắc mua ngay mà mua sớm đi, chứ không là đợt tới nó lại hết hàng, nó lại lên giá đấy. Tiếng hát Hải Quỳnh nhá. Phương Anh Bolero, ca sĩ rất là quen thuộc với anh em mà hay xem các cái chương trình mà song ca Bolero hoặc là các chương trình cuộc thi Bolero. Thì Phương Anh là một trong tên tuổi rất là hot, và cô có 3 album, nhưng mà album này em đánh giá là hay nhất, đó là Nhật Ký Hai Đứa Mình, giá là 350, trời ơi khá là đắt nhưng mà chất lượng thì hoàn hảo luôn. Trong này thì có những ca khúc như là Bolero rất là quen thuộc, Con Đường Xưa Em Đi, Chiều Cuối Tuần, Nhật Ký Hai Đứa Mình, rồi thì Tấm Ảnh Không Hồn. Các bạn yên tâm đi, đĩa nào mà em đã chọn để em giới thiệu là những đĩa đấy tiếng hoàn toàn có thể dùng để test loa và thậm chí là nghe bass chép rất là hay. Tiếng hát Thúy Hà, một album đến từ trung tâm Audio Space nữa, đĩa này có giá là 250. Và trong này thì có những ca khúc Bolero, nhạc vàng, nhưng mà đây là đĩa đầu tay của Thúy Hà luôn, bởi vì Thúy Hà đợt trước là cô không có những cái chương trình đĩa xịn như này đâu, mà cô chỉ hát ở trên phòng trà này rồi thì đăng các cái chương trình ở trên YouTube thôi. Mà riêng là đã phát hành đĩa thì chắc anh em tin chắc rằng là đĩa thì mình nghe nó sẽ hay hơn rất là nhiều so với mình nghe nhạc mạng. Anh em thử xem đít bài nhá, toàn những bài nhạc vàng quen thuộc luôn. Đợt này trong nước có một số ca sĩ nữa và một số album nữa anh em có thể tham khảo. Thanh Lam, Acoustic, đĩa này là phong cách kiểu nhạc jazz. Mưa này, Anh Yêu Em này, Ngọc Bây Giờ Biển Mùa Đông này, Em Đi, Mưa Thì Thầm, Dòng Sông Lơ Đãng. Và thậm chí nó còn ghi là live music, live sound, tức là âm thanh như kiểu là hát live luôn ấy, hát trực tiếp luôn. Bác nào mà audiophile thì có thể tham khảo những album như này. Một album của Phạm Sĩ Phú, album Để Nhớ Vôn 1. Trong này có Bên Em Là Biển Rộng này, Chiếc Lá Cuối Cùng, Vết Thương Cuối Cùng, Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Có giá là 220 các bác nhá. Một đĩa 200 CD các ca khúc của Phú Quang. Nỗi Nhớ Mùa Đông này, Im Lặng Đêm Hà Nội này, Lang Thang này, Chiều Không Em. Và trong này có các ca sĩ như là Hoàng Nhật Minh, Tuyết Thanh, rồi thì Ẩn Lan này, Nguyệt Hạnh. Khá là nhiều ca khúc hát về Hà Nội các bác ạ. Lan Anh, một ca khúc nhạc quê hương, Trăng Chiều này, Khúc Giao Mùa này, Nơi Giấu Yêu này, Ai Về Sông Tương này, có giá là 200 các bác nhá. Đều là chất chương trình đĩa gốc của phát hành trong nước luôn đấy ạ. Lê Anh Dũng cũng giá 200, Một Nửa Yêu Thương. Trong này có 6 ca khúc như là Điều Giản Dị, có Những Phút Vào Lòng này, Những Phút Sao Lòng nhầm, Dòng Sông Không Trôi. Có em phải quay nhanh thôi bởi vì máy sắp hết pin rồi. Bác nào mà muốn mua dàn thì có liên hệ số của Yến. Còn bác nào mà muốn mua đĩa CD hay là mình tham khảo các cái mẫu dàn hoặc là muốn tư vấn cách sử dụng thì có thể liên hệ cho em 0912906897 các bác nhá. Số em có Zalo luôn đấy ạ. Và để tiết kiệm thời gian anh em thì bây giờ em sẽ quay luôn đằng sau bộ dàn này. Đây là phía sau của bộ Pioneer N902, con này có lỗ thông hơi phía đằng sau. Loa công suất đây 100W một loa như em vừa nói, cơ trở hàng 4 ohm. Và một điều em rất thích ở trên bộ này là toàn bộ cả thớt, cả loa đều là made in Japan, tức là hàng nội địa Nhật 100% luôn. Và anh em nhớ là vẫn cắm điện 100V như bình thường. Bác về bác chỉ cần đấu lại dây loa thôi này, còn các cái kiểu dây rác đằng sau thì cháu đã cắm sẵn như này rồi. Về bác cứ thế đấu lại dây loa xong rồi mình cắm vào điện,
bác phải nhớ là đấu xong hết mọi thứ thì mới cắm vào điện giúp cháu, chứ đừng là đấu điện xong rồi mới cắm dây loa, bởi vì nhiều khi dây nó chập một cái là nó cũng ngắt nguồn của bộ dàn đấy. Nói chung là mình phải làm từ từ chứ đừng có vội vàng gì cả, nhất là cắm đúng điện nữa, đồ điện tử thì sợ nhất là cắm nhầm điện thôi. Đây, cháu dán tem bảo hành ở phía hóc này bác nhá. Bên tất cả hàng bên cháu sẽ bảo hành không mất phí là trong 3 tháng đầu để mọi người có thể test máy thoải mái. Còn ngoài 3 tháng thì mình sẽ hỗ trợ công cho thợ, tức là chọn đời máy có vấn đề gì thì bác cứ cầm ra đây vẫn có thợ hỗ trợ. Còn trong 3 tháng đầu thì mình không mất phí gì thôi. À, bên riêng mà trường hợp mà bác cắm nhầm điện hay là cháy chập, rơi vỡ thì là phí là bên mình phải chịu đấy. Đằng sau cháu sẽ cắm sẵn cổng cáp quang 1 ở đây nhá. Còn đây là cổng ra cáp quang, bác đừng để ý làm gì. Mỗi thớt nó sẽ có một cái dây AV nối xuống cái thớt âm ly. Thì về bác có thể chụp lại một kiểu ảnh để mình về sau mà mình có kê dịch lại cái bộ dàn này thì mình vẫn có thể tự cắm lại được. Đấy, mỗi thớt nó có một cái dây tín hiệu xuống bộ âm ly. Và các cái này nó sẽ lấy các cái nguồn của nó sẽ cắm vào đít nối tiếp nhau như này. Thành ra nó chỉ có một cái dây nguồn ra thôi, rất là tiện. Đây, máy móc đây các bác nhá. Thực sự rất là đẹp luôn ấy. Bộ của bác hôm nay là phải nói là 98% luôn đấy bác ơi. N902 đẹp xuất sắc chưa từng thấy. Ok, và cảm ơn cả nhà đã cùng em đồng hành suốt 20 phút để mình tìm hiểu cũng như là khám phá cổ phiếu N902 ngày hôm nay. Và em cũng chúc rằng là bác khách ở Hà Nội sắp tới là có được bộ dàn này rồi thì sẽ có những cái giây phút nghe nhạc thật là vui vẻ và thật là đáng nhớ bên cạnh cái thành viên mới của gia đình này nhá. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nếu cả nhà thấy clip này hay thì có thể ấn thích này, chia sẻ cho bạn bè và đăng ký theo dõi kênh YouTube bên em để không bỏ qua bất kỳ sản phẩm nào mà em đăng trong thời gian sắp tới nhá. Thông báo với cả nhà luôn là đợt này hàng bắt đầu về dần rồi, chứ không cấm biên nó cũng đã được nới lỏng. Thành ra là hàng của em bắt đầu túc tắc về rồi đấy ạ. Thì bác nào mà mình nhanh tay hoặc là mình gần ở khu vực Hà Nội thì mình có thể qua tận nơi ở 197 Lê Duẩn để mình xem. Còn bác nào ở xa thì mình có thể lên YouTube, mình thường xuyên hàng ngày mình vào xem kênh YouTube bên em, hoặc là mình thích mẫu dàn nào thì mình có thể xem lại các clip test trước đó của những bộ đấy để mình có thể đặt tiền trước nhá, đặt hàng. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và chúc cả nhà một ngày nghe nhạc thật là vui vẻ ạ.